Đây gọi là chia sẻ
em không được tiền đâu. Thank you.
xem trận đấu này. Ngoài sân nó còn cũng
đôi nam ăn bên kia điểm số đang là 15 cho Tuấn Đức Hồng nha. Kiểu gì cũng phải nằm trong top đầu streamer của ông nha. Việt Nam có mấy thời streamer rồi mình kiểu gì cũng nằm trong top. Đấy. Còn một điểm tôi phải nâng cấp lên. HD sau nha. Ok, điểm số đang là 14-13 nhưng về Hải Đăng trong set đấu thứ hai này. Có vẻ những phút thi đấu vừa rồi. Vâng. Một pha cầu vặn sườn rất hay và chân 15-13 Hải Đăng giao cầu. Tuấn Minh đập gắt phết nhỉ, nhưng mà vẫn không ăn được. Ngoài sân. Thắng mọi người ạ. Tiến Minh có cảm giác cầu cực tốt luôn, bỏ quả nào là ngoài quả đấy. Tiến Minh có vẻ xét này công khá gấp. Như kiểu anh đang rất là muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu vậy. Nhưng Hải Đăng thì lại khá lì. Siết. Ngoài sân mất rồi. Ôi vẫn lên kìa. Hay quá nhờ. Cầu ngoài sân 16-15 cho Hải Đăng. Không quay được trận đấy rồi. Trong mấy rồi hết. Xét 2 nhanh rồi. Wow. Pha được cầu vít quá hay của Hải Đăng. 17-15 rồi. Đăng hay thế nhở, wow, một quả vít kìa. Tiến Minh vẫn đỡ được quả đấy, hay thật. Tiếc quá, ngoài sân, hay quá.
Xuất sắc của Tiến Minh 20 đều. Rồi, 21-20. Hay rồi em ơi, cố lên, cố lên. Cuối run phết anh em ạ. Rồi. Mình là người xem mình còn đau tim nữa à. 22-20 cho Nguyễn Hải Đăng, tuyệt vời quá anh em, mình được xem xếp 3 rồi. Anh em cổ vũ Đăng vô địch đi, comment gì thì comment cổ vũ cho Hải Đăng đi. Anh Tiến Minh thì không phải là mình không cổ vũ mà là Hải Đăng được đánh giá thấp hơn. Thì anh em mình phải cổ vũ cho tay vợt yếu hơn. Lỗi rồi, chém cầu vào lưới từ Hải Đăng. Hiểu ạ. Cúi xuống thì nhìn nền sân chứ nhìn được gì đâu anh ơi. Rồi, vẫn còn. Điểm số 1 đều cho Hải Đăng. Tuấn Đức Hồng Nam đâu anh ơi. Khó lắm. Nhưng mà nói chung xe này đánh đang hay này. Ôi Tù đánh hay thế nhỉ. Điểm số đang là 2 đều nha anh em. Vâng, Tiến Minh theo cầu rất nhanh. Sở kêu của Hải Đăng tốt thật. Mấy quả kéo lưới khó như thế mà thực hiện rất là nhuần nhuyễn. Vâng. Vâng, một pha chém cầu rất siết của Tiến Minh. Hay quá, mệt quá rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Khánh. Minh ca dai lắm, đúng rồi. Minh ca dai lắm, không phải dai. Dai kia là đẹp trai rồi. Ngoài sân, tiếc quá nhờ. Ở đây trong thì không ăn được đâu. So với thể lực thì không ăn được. Thôi, một pha đập cầu siết thật. Điểm 3-4 cho Hải Đăng. Vâng, lại tiếp tục là một pha vặn sườn dọc biên của Hải Đăng. Rất hay. Châu bò luôn. Cầu lông Việt Nam chả ai thể lực bằng Tiến Minh hết. Chịu à. Nhìn mặt Hải Đăng mệt lắm rồi. Quả đấy vấp chân rồi mọi người có thể nhìn thấy. Mệt rồi, mệt rồi, mệt rồi. Minh. Tiến Minh phản xạ nhanh thế nhờ. 2-5-8 cho Hải Đăng. Hải Đăng cố lên. Cho Tiến Minh mệt tí nữa chứ. Nhìn Tiến Minh vẫn khỏe lắm. Chả hiểu sao anh Tiến Minh anh lấy sức ở đâu nhỉ. 36 tuổi rồi mà đánh như thanh niên ấy. Nhầm đánh hơn thanh niên. Rồi lại tiếp tục là một va cầu giống Kento Momota. Tú đang khá sung anh em ạ. Đặt hay quá nhờ. Ngoài sân. Ngoài
người cứ để ý nhá, Hải Đăng hay quá nhỉ, kiểm hơn, nói chung cũng phải tùy từng huống. Không ngoài được. Hay quá nhỉ, giật thử tay rất nhẹ nhàng. Ép phải Tiến Minh, Hải Đăng rất hay thích ép phải Tiến Minh. Hải Đăng bình tĩnh rồi, cứ thế thôi, cứ đánh bình tĩnh thôi. Tiến Minh là cũng mệt rồi đấy. Hay quá nhở. Ôi ôi ôi, 98 rồi Hải Đăng, tuyệt vời quá. Hy vọng cổ vũ cho các vận động viên trẻ nào. Tiến Minh có vẻ bây giờ thắng cũng khó phết. Đăng mà đánh chắc. Tiếc quá nhờ, đèn thật quả hay như thế. Hải Đăng thêm quả đập với thể lực thêm một chút nữa thì thực sự rất là triển vọng. Tiếc quá nhờ, tô một chút thôi. Anh em nhìn livestream này cũng xem được Tú Huy đập hả? Phùng Lao Tiến Minh ngửa luôn, nhưng mà vẫn với được. Ôi hay quá nhờ. Trong, trong, trong. Ui, đập quả chất lượng đấy nhở. Rồi. Ui, đập quả Kento Momata thực sự rồi. Sao lại Kento nhập đấy anh em ạ. Hải đang tập trung em ơi. Cố gắng nốt quả này đổi cầu đi, quả này cầu hơi bay. Đánh dễ ngoài lắm. Rồi, chất lượng 12-14. Cảm ơn nó đấy. Xinh đẹp. Vẫn thủ được, hay quá Hải Đăng ơi. Ui hay thế nhỉ, ăn rồi. Ôi. 13-15 tuyệt vời. Xin chào người chia sẻ Tùng Nguyễn. Người chia sẻ Nguyễn Minh Hải nha. Hùng rắn ghê nhỉ, không phải em rắn đâu anh ơi. Phải thế anh ạ. Em không thích xuất hiện ở Facebook của em những thành phần tạp nham mà chả giúp ích gì cho cuộc đời của mình. Vào xem thì kêu dã họng chả thấy chia sẻ hay là như nào. Vẫn trong kìa. Ôi, đập cầu chất lượng nhờ. 14-17 cơ hội là vẫn còn. Quá đúng không thì vẫn vít xuống được, hay quá nhờ. Hải Đăng bền đấy, không phải yếu đâu. Vẫn với được, diễn tốt quá. Ui, xoáy, xoáy, xoáy. Ngoài mất rồi. Quả xoay cổ tay hay thật mấy con. Đăng cố lên. Hay thế nhở. Ngoài sân 15-18. Tiến Minh tinh thần thi đấu rất là không bao giờ khiêm, không bao giờ nhường nhịn hết. Với tinh thần thi đấu tiếc, tiếc quá nhở. Tiến Minh là lịch sử đấy anh ạ. Không phải đơn giản đâu. Rồi. 20-15 rồi, Hải Đăng có lẽ không thể làm được điều bất ngờ rồi. Hải Đăng chắc chiêu hơn một chút nữa, bớt một số đường cầu hỏng, cũng như là nếu mà đập cầu chuẩn hơn như kiểu Kento chẳng hạn. Kento đập cầu rất chuẩn. Ôi không sao, không sao, cũng mệt rồi, cũng chán rồi. Ôi tuyệt vời quá, hai vận động viên đơn nam số 1 và số 2 Việt Nam đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu thực sự rất ấn tượng.